Trần Nam mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo nha. Đó thì đây cũng giống như là ngày thứ hai, tại vì hôm qua là xuống tới đây là cũng 6 giờ tối rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ sáng nay là ngày thứ hai, bắt đầu ăn sáng đối diện khách sạn luôn. Đó. Thì quân số thì đang trên đường còn gãy gác. Đó. Quân số đang gãy gác nha. Đây, bây giờ mới có 7 người, 7 người còn hai cộng Vinh nữa là 9. Còn 12. Còn thêm mấy người nữa. Quân số còn đâu 5-6 người nữa nha. Đó, giờ đang đợi kêu đoàn sáng ra nha. Khi đoàn ăn sáng xong á thì bây giờ đã đến chùa Bốn Mặt này cô chú anh chị. Đó, đường đá trong Thái Lan được cái đường đá rất là ok nha, rất là sạch sẽ luôn. Qua tới giờ là đi đường xá rất là sạch, từ sân bay về khách sạn luôn. Đó, tàu điện. Phật Bốn Mặt. Voi này là khách thập phương á cô chú anh chị, là làm ăn được á thì người ta sẽ quay về đây, người ta sẽ cúng cho lễ cô chú anh chị. Tàu điện.
vẻ nha. Chào lại gia đình thân yêu nha, đang có mặt tại Thái Lan đó. Giờ đoàn của chúng em, anh chị em nghệ sĩ đó, đang giấy Phật bốn mặt đó. Và những chú voi này là những người mà đang cúng trả lễ, làm ăn được xong rồi sẽ qua cúng trả lễ. Và ở đây nhang và đèn cầy là không có đốt nha cô chú chị, chỉ cắm lên thôi chứ không có đốt. Rất là sạch sẽ luôn. Cho nên mọi người thật sự là mọi người đi Thái Lan đi tour, đi tour là không hả? Nếu mà khuyên các bạn, khuyên các bạn là đi Thái Lan nên đi tour và được đi nhiều chỗ, ăn nhiều món ngon ở khách sạn mấy sao nữa. Còn này đi tự túc thôi, tự túc đi gì đâu. Có đâu đi chùa đi đâu. Tại vì chơi cuối gia đình của Vinh đó là đi để trả lễ thôi, cả nhà đi lại Phật thôi, rồi chuyện ăn chơi thì tính sau. Hello. Khi mà mua vé xong á thì nhóm đi vào bên trong nha. Đó. Nắng quá cô chú anh chị ơi. Rồi, mời mọi người đi vào bên trên nha. Thế đâu bà đi nổi cho bà đi. Thank you.
thằng quá ha, hai đứa thằng quá ha, tay chung tay rồi ha. Vé yeah. Ủa vé nãy đưa dưới mà. Sau khi đi lên tượng Phật chất vàng của chú chị. Và phải nói một điều rằng là đường xá và tới trong chùa luôn á cô chú chị, rất là sạch sẽ nha. Rất là sạch sẽ. Và đặc biệt vô trong chùa là không có đốt nhang. Sáng giờ đi hai ngôi chùa là không có đốt nhang. Và bây giờ ghé mua đồ ăn vặt cô chú anh chị. Cà phê. Tự làm. Ok. Rồi sữa vô. Rồi cá, không nó muốn sữa nó được. Hai chồng Trường Vinh mới đi mua nước về. Cao Sĩ Hùng tự làm nước luôn nha. Tự làm cà phê luôn. Bất đồng ngôn ngữ đâm ra kiểu như em nó nói chuyện mà bán cà phê đó, em nó không có rành tiếng Anh cho lắm. Đâm ra Trường Bảo phải đứng ra thế dịch giùm cho em nó. Một ly cà phê đó, mà nó uống nó nói là nó không cần uống sữa, nó chỉ cần có đường thôi. Đó. Mà bây giờ nó nói tới nó lưu hoài, người ta quán luôn. Là tôi phải đứng ra tôi giải thích cho người ta hiểu là em nó uống đường chứ không uống sữa. Đó, một ly cà phê là 25 bạc là chạy ra tiền Việt Nam là khoảng 20.000. Đâu, tiền Việt Nam khoảng dường như là 45.000. 25 mà. Đúng rồi, 25 bạc. 10 bạc nó có 7.000 à, 7.500 à. Thấy không? Ừ. Tính ra khoảng 20.000 à. 20.000 hả? Ừ, khoảng 20.000. Vậy là quá rẻ. Đây cả nhà. Giờ em ăn cái món tôm nè. Cá. Đó, mời Trần Nam nha. Đó, giờ Trần Nam mời mọi người nha. Đâu hết rồi. Chùi đâu? Cũng chưa. Lên đâu? Tôi lên đâu? Để lên cái này nè. Rồi chám vô chỗ đó rồi. Rồi, 1 2 3. Quá đẹp. Cái clip nha, đứng như vậy nha. Ở đây đang chuẩn bị phơi dù nha. Ok. Ok. Rồi đó. Rồi. Anh hát bê quá rẻ luôn. Anh hát bê cơ. Tính ra có 140.000 tiền Việt thôi à. Mua cho cái anh quay cái bài kiếm hiệp. Bà nói mua một cái có 100 thôi. Vậy đó hả? Hai cái có 300 à, cái 150. Lấy luôn đi Vinh. Tiền giấy luôn thôi, mấy đi mấy. Bây giờ thêm 100 nữa đúng không? Mình đem lên máy bay về được không? Được, cho anh mượn đi, cho anh mượn đi. Cho anh mượn đi, ờ anh lấy cái này. Trăm à? Trăm. Để cái này về quay kiếm hiệp. Có lấy không vậy? Có, em lấy cái này. Ai lấy? Em mày lấy về làm gì? Chơi. Giờ bỏ ra chơi cho em đi rồi thôi. Rồi bây giờ tiến vào ngôi chùa thứ ba nha cô chú anh chị ơi. Quá trời nắng. Quay kiếm hiệp luôn à. Bên đây được cái là đường xá chùa rất là sạch sẽ. Và có cái là nó rất là nóng, không giống như ở Việt Nam mình nha.
Không, ý là Việt Nam mình đỡ cái ra đường phố là Việt Nam mình cây cối rất là nhiều. Ở chùa này mình chưa đi lần nào hết. Cậu với vợ con đại diện đi vô đi. Ở đây đường phố đây nó không có, không có cây nha cô chú anh chị. Cho nên nói đẹp sạch sẽ thì cũng ok, nhưng mà nói về độ đường phố mà mát mẻ thì vẫn thua Việt Nam mình. Việt Nam mình đây là nhà của Bangkok luôn á. Đó. Đi rất là hiếm có cái cây xanh lớn. Đúng rồi, chùa này vô mất. Còn Việt Nam mình đi bất cứ nơi đâu cây xanh rất là nhiều. Đó, cho nên nó rất là mát. Nói chung người Việt Nam mình nói một cái nữa là nói chung là điều gì nữa cũng rất là đẳng cấp. Đi ra đường xá là cây cối là mát. Còn nãy giờ đi vòng vòng trong Bangkok rồi mà không có cây xanh nha. Ngoài đường lộ không có cây luôn, nóng kinh khủng. Thì Nam sẽ cập nhật cái ngày đầu tiên đi chùa như thế nào gửi đến cho cô chú anh chị xem nha. Của nhà vua ở nè cô chú anh chị Thái Lan. Đó, cung điện. Đó, cung điện của nhà vua đó. Đây là cung điện hả? Cung điện. Đây là cung điện của nhà vua Thái Lan. Ủa ngày đây lớn quá nè. Chùa Bàn đó, này gọi là chùa Bàn đó. Chùa đó là chùa hồi nãy là rồi mình đi lấy chùa Bàn, còn đây là chùa Bàn. Vậy là mát mát về đúng không? 300 bạc. Cái mái nhà làm theo bóng lưỡng ha. Đẹp. Rất là sàn. Ừ, bóng lưỡng à. Ờ đẹp. Nhìn chi chứ cái này là của thủ tướng ở nó thiếu chi. Ủa vậy là vua với thủ tướng là ở chung luôn hả? Ở bên đây là vua. Hai má đâu thủ tướng. Chung. Hai má chung đi. Hai má chung đi. Chung luôn rồi. Hình như là vua. Ông vua Thái Lan với ông thủ tướng là hai người chơi TPD phải không? TPD. Nên hai má làm ở cung điện gần nhau đó, đối diện nhau đó. Đó, bây giờ là đoàn chúng em đã tới ngôi chùa thứ tư của chú anh chị. Đang tu sửa công trình. Đó. Quá dễ thương. Quá trời cái công trình kiến trúc đẹp thiệt. Mới chặt.
quá tuyệt vời luôn cô chú chị. Sau khi vô trong đền xong giờ đi ra ngoài đường phố nha, đường chỗ đền nha cô chú chị. Không phải hả? Không phải. Đúng rồi, cửa này. Đang đợi xe lại rước. Đó, vào kiếm đồ để mua cho bé Ly nha cô chú chị, đồ Thái nha cho bé Ly. Người Việt đúng rồi. Người Việt hả? Người Việt. Hả, người Việt. À, gặp khách du lịch nha, chứ không phải chủ nha. Đó, kiếm một đồ, bộ đồ nhỏ xíu để cho bé Ly nha, để vài bữa cho bé Ly mặc đồ này đi Đại Tùng Lâm.